Chào những em bé hiếu kỳ. Bạn đang nghe Truy Lùng Dấu Vết, một podcast về các vụ án mạng có thật cùng hành trình... Bạn biết đấy, Truy Lùng Dấu Vết Thủ Phạm của các cơ quan điều tra. Đây là phần cuối trong số 4 phần về tên sát nhân Zodiac. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào quá trình điều tra của cảnh sát để tìm ra danh tính thật của hắn ta. Ờ, nếu chưa nghe 3 phần đầu thì bạn có thể tìm thấy chúng ở ngay đây trên kênh Truy Lùng Dấu Vết. Nếu bạn thích những gì đang nghe thì đừng quên để lại review tốt chia sẻ và follow podcast để tiếp tục nghe thêm mỗi khi tôi ra tập mới. Và lưu ý, podcast về án mạng nên sẽ chứa những chi tiết nhạy cảm, thanh niên nào yếu tim thì nên thoát ra. Zodiac vẫn tiếp tục gửi thư. Sau bức thư về đoạn mật mã 340 ký tự, tháng 12 năm 1969, 3 tháng trước vụ bắt cóc của Kathleen Jones, hắn có gửi một bức thư đến nhà của luật sư Melvin Bailey, người đã xuất hiện trên chương trình truyền hình nơi kẻ giả mạo Zodiac gọi điện đến. Trong bức thư này, Zodiac cầu khẩn sự giúp đỡ từ Melvin, sợ rằng hắn đang mất kiểm soát bản thân, sẽ giết nạn nhân thứ 9 và thứ 10 của mình, hoặc là một quả bom. Zodiac cũng kèm thêm một màu áo nữa của tài xế Postin để chứng minh rằng đấy là thư chuẩn 100%. Ngày 20 tháng 4 năm 1970, một tháng sau vụ bắt cóc của Kathleen Jones, Zodiac gửi một bức thư nhắc lại lời đe dọa sẽ làm nổ tung chiếc xe buýt trường học, kèm theo một đoạn mật mã 13 ký tự với dòng chữ Tên tao là... Bà chấm. Do đoạn mật mã này quá ngắn, các chuyên gia cho rằng nó không thể nào được dài. Ngày 28, Hắn gửi một bức thư nữa, yêu cầu mọi người trong San Francisco cài huy hiệu in biểu tượng Zodiac lên ngực áo. Ừm, um, dĩ nhiên đây là một ý tưởng hơi trang tệ hại và không ai làm theo. Tôi khá chắc là Zodiac không bị mù vì ngày 24 tháng 7, hắn gửi một bức thư nữa, lần này bày tỏ rõ nỗi thất vọng của mình rằng không thể ai cài cái huy hiệu xấu nhất trên trần đời này lên ngực. Đồng thời, nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc Kathleen Jones trước đó 3 tháng. Cho đến lúc này, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu hắn có thật sự đứng đằng sau nó không. Thứ nhất, cách thức xảy ra quá khác biệt so với những vụ án còn lại. Kẻ bắt cóc đã đưa Kathleen Jones đi thăm thôn quê trong hơn một tiếng đồng hồ, thay vì chỉ đơn giản là giết hại cô. Có phải hắn cảm thấy tội lỗi vì có một đứa trẻ 10 tháng tuổi ở trên xe? Thứ hai, nếu Zodiac thật sự là tác giả của vụ bắt cóc và giết người hụt này, tại sao phải chờ 3 tháng sau mới đứng ra nhận trách nhiệm? Có phải hắn chỉ đang muốn nhận vơ để gia tăng danh tiếng vốn đã nổi như cồn của mình? Dù sao thì giống với nhiều vụ án khác, cảnh sát chưa bao giờ chính thức công nhận Kathleen Jones là nạn nhân của kẻ giết người Zodiac. Dù Kathleen đã chỉ ra bức phác họa Zodiac giống với người bắt cóc mình, và hắn cũng đã viết thư nhận trách nhiệm. Trên giấy tờ, có 4 vụ án được xác định rõ ràng là do Zodiac gây ra, với tài xế taxi Paul Stein là nạn nhân cuối cùng. Thực sự đến lúc đó, hắn đã giết bao nhiêu người thì không ai biết, với những ước tính lên tới tận gần 40. Về phần mình, Zodiac vẫn tiếp tục gửi những lá thư cho báo chí cho tới tận giữa những năm 70 trước khi đột ngột dừng lại. Dĩ nhiên, câu hỏi lớn bây giờ mà ai cũng thắc mắc. Đó là, đâu là danh tính thật của tên sát nhân Zodiac? Đến lúc này, đã có khá khá người nhìn thấy được vóc dáng và khuôn mặt của tên sát nhân. Nạn nhân Mike Mago ở vụ công viên Blue Rock Spring, nạn nhân Brian Hartnell và ba nữ sinh tắm nắng ở vụ hồ Berryessa, ba thiếu niên nhân chứng và viên cảnh sát Don Phúc lái xe ngang qua kẻ giết người ở vụ án tài xế taxi Postin. Mỗi miêu tả lại có hơi khác nhau đi một tí. Ờ, cũng dễ hiểu vì mỗi người lại nhìn thấy hắn trong những điều kiện khác nhau với những tình trạng tâm lý khác nhau ví dụ như khi đang tắm nắng hay khi đang bị bắn. Dù sao, tổng hợp lại miêu tả, Joe đắc hiện lên là một người đàn ông da trắng, khoảng 30-40 tới 40 tuổi, cao từ 4 m 75 đến 1m85, nặng từ 80 đến 100 kg, vóc dáng đô con nhưng không mập mạp, tóc hắn màu vàng đậm đến nâu đỏ, đeo kính, nhưng đây có thể chỉ là cách hắn cải trang, đánh lừa cảnh sát. Về tính cách, các chuyên gia phân tích tội phạm khác nhau cũng có những kết luận hơi khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, họ đều thống nhất rằng một mặt, Zodiac là một người rất thông minh. Không phải ngẫu nhiên mà hắn có thể liên tục trốn tránh cảnh sát. Và cũng đừng quên về những đoạn mật mã mà đã làm cho cả những chuyên gia giải mã hàng đầu được Mỹ mất ngủ. Mặt khác, hắn cũng có vẻ như là không biết viết. Những lá thư của hắn dường như được viết bởi một người mà hồi tiểu học đáng nhẽ ra là bị đúp, nhưng vì mẹ làm giáo viên nên kiểu... Kiểu có tí điểm ấy mà chắc chẳng sao đâu, rồi xin sỏ cho con mình lên, xong rồi cứ thế dần dần mà mất gốc. Zodiac, hắn khao khát sự chú ý và muốn được công nhận về trí tuệ siêu việt của mình, thông qua những bức thư. Có khả năng, hắn sống một cuộc sống cô độc, không nghề nghiệp ổn định, không mấy thành công trong đời sống tình cảm, giống tôi, dẫn đến việc ghét cay ghét đắng phụ nữ, không giống tôi, thậm chí có thể là cả mẹ hay chị của chính mình. Ngoài ra, Hắn có thể đã khoe khoang hay phàn nàn về cái cách cảnh sát và báo chí xử lý vụ án Zodiac cho một hay hai người bạn tin cậy của mình. Ngoài ra, nhiều khả năng hắn đã từng ở trong quân đội, dựa trên việc cảnh sát có thu được các tăng chứng như dấu giày hay đồng hồ quân đội ở các hiện trường vụ án. Zodiac cũng có thể là đã được huấn luyện về sung ống và kỹ thuật mã hóa trong thời gian ở đây, hoặc chí ít, Zodiac có một sự thần tượng không hề nhẹ với văn hóa quân đội và vũ trang. Qua vận động quân chúng, một nguồn tin nổi lên. Để bảo vệ danh tính, nguồn tin này được biết đến với bí danh là Gold catcher, Gold catcher cho biết, đồng nghiệp cũ của mình, tên Richard Gajkowski, một nhà báo ở San Francisco, chính là kẻ giết người đi Zodiac. Goldcatcher có trong tay hơn 10 tiếng đồng hồ các cuộc ghi âm lén Richard, đồng thời đã viết hàng chục trang tài liệu về người này để hỗ trợ cho luận điệp của mình. Cảnh sát đã đưa Richard vào diện tình nghi, dù có nghi ngờ chất lượng nguồn tin này. Một thanh tra miêu tả, Goldcatcher là một trong ba người săn Zodiac điên rồ nhất mà ông từng biết. Richard Gajkowski, sinh năm 1936 tại bang South Dakota. Điều này có nghĩa khi các vụ án Zodiac xảy ra, anh khoảng 33 tuổi, đúng với độ tuổi của kẻ tình nghi. Richard từng phục vụ trong quân đội vào những năm 1950 với vai trò nhân viên y tế. Sau đó, anh trở thành một nhà báo, thậm chí từng cố tình gây án để bị bắt vì muốn viết một bài báo về tình trạng của nhà tù từ góc nhìn của tù nhân. Địa điểm vụ giết người đầu tiên của Zodiac, ngạ rẽ hồ Hermen, xảy ra cách nhà của Richard lúc đó chưa đến năm dặm. Khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm, Richard khẳng định rằng anh đang ở nước ngoài vào thời điểm một số vụ giết người xảy ra. Tuy nhiên, hộ chiếu của chính Richard đã chứng minh rằng đó là một lời nói dối. Có nhiều người cho rằng Richard nhìn trông rất giống bức phát họa chân dung của Zodiac. Tôi có nhìn qua để so sánh và công nhận cũng khá giống thật. Khi Richard Gajkowski bị đưa vào một trại tâm thần năm 1971, kẻ giết người Zodiac đã dừng viết thư trong gần 3 năm. Khi những lá thư của hắn bắt đầu quay trở lại, trong đó có chứa nội dung liên quan đến phim ảnh. Lúc này, Richard đã được thả ra và đang làm ở một dạp chiếu phim ở quận Mission, San Francisco. Quan trọng hơn, Nancy Slover, cựu nhân viên trực tổng đài cảnh sát, người đã nhận cuộc điện thoại từ Zodiac sau vụ tấn công ở công viên Blue Rock Spring. Người mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được cách hắn kết thúc cuộc gọi bằng từ tạm biệt, dợ tóc gáy, cho biết giọng nói của Richard giống y hệt giọng của Zodiac. Khi được hỏi về sự tự tin của mình, bà trả lời, mở ngoặc, tôi, tôi tin, không có giọng nói nào tôi từng nghe lại giống giọng Zodiac đến như vậy. Theo quan điểm của tôi, đó chính là người đã gọi cho cảnh sát Vallejo vào sáng sớm ngày mùng 5 tháng 7 năm 1969. Đây là quan điểm của tôi. Đóng ngoặc. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua nên bằng chứng này cũng chỉ là khá uh, mơ hồ. Cảnh sát không tìm được bất kỳ bằng chứng nào trực tiếp gắn Richard Gajkowski với Zodiac và Richard chưa bao giờ bị kết tội. Trong quá trình điều tra, một nghi phạm khác nổi lên. Lawrence Kane hay còn được biết đến dưới cái tên Lawrence kay hay Lawrence Klein. Tôi đọc nghe giống nhau nhưng mà mấy cái này viết khác nhau. Sinh năm 1934 là một cựu thủy thủ phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ. Anh đã chiến đấu trong thế chiến thứ hai trước khi được xuất ngũ. Trong thời gian ở quân đội, Lawrence được đào tạo về kỹ thuật radio, trong đó bao gồm cả gửi, nhận và điều hướng các tin nhắn mã hóa của hải quân. Lawrence lần đầu được đưa vào diện tình nghi tháng 4 năm 1969 sau vụ công viên Blue Rock Spring, vụ án chính thức thứ hai của Zodiac. Vì những lý do không rõ, thanh tra Ed Rusk của Sở Cảnh sát Vallejo, người trực tiếp điều tra vụ án, cho rằng Lawrence chính là thủ phạm. Cũng ở vụ án này, người quen của nạn nhân Darlene Ferrin có nói rằng Darlene từng bị một người đàn ông lớn tuổi theo dõi ở nơi làm việc. Em gái của Darlene, Linda Bowman, xác nhận điều này. Cô thậm chí từng nhìn thấy người đàn ông đó. Khi thám tử đặt 6 bức ảnh trước mặt Linda và hỏi xem cô có nhận ra ai trong số này là người đã theo dõi Darlin không, Linda xem chúng trong vài giây trước khi đặt tay lên một bức ảnh, đẩy nó sang một bên và khóc. Đó là hắn ta, đó là người đàn ông đã khiến Darlin sợ hãi. Bức ảnh cô đẩy sang là của Lawrence Kane. Linda cũng còn nói cô nhớ như in khuôn mặt của người đã theo dõi darlin ferrin khi hắn cười chỉ có một nửa mặt của hắn hoạt động giống như một nửa còn lại bị liệt vậy trùng hợp thay lawrence từng bị tai nạn chấn thương não dẫn đến việc anh ta bị liệt nửa mặt điều đang nói là trong bức ảnh của lawrence mà linda nhìn thấy anh ta đang không cười linda đã miêu tả lại việc người cô nhìn thấy bị liệt mặt mà không biết đến tình trạng của lawrence hơn nữa từ một bộ 18 tấm ảnh, Kathleen Jones đã chọn Lawrence là người đã bắt cóc và lái cô lòng vòng trong hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhận dạng lớn nhất chống lại Lawrence đó là từ sĩ quan Don Phúc, người đã lái xe ngang qua Zodiac khi hắn đang bỏ chạy khỏi hiện trường vụ giết tài xế taxi Postin. Có lần, một thanh tra cảnh sát đến gặp Don với một bức ảnh của Lawrence Kane, hỏi xem liệu đó có phải là nghi phạm ông đã nhìn thấy vào ngày 11 tháng 10 năm 1969 không? Don nhìn bức ảnh trong vài giây trước khi nói rằng, dù mình đã được yêu cầu xem hàng trăm bức ảnh của các nghi phạm khác nhau, Lauren Skane có khuôn mặt trông giống người mà ông đã thấy nhất. Viên thanh tra kia hỏi Don, ông chắc không, trên thang điểm từ 1 đến 10? Don trả lời, 7 hoặc 8, đã quá nhiều năm trôi qua để tôi có thể khẳng định chắc chắn. Nên nhớ, Don được huấn luyện cẩn thận và cũng là người đã nhìn thấy Zodiac rõ nhất trong điều kiện tốt nhất trong số tất cả các nhân chứng. Tuy nhiên, tất cả những thứ trên chỉ là bằng chứng gián tiếp, không có bất kỳ manh mối nào trực tiếp gắn Lawrence Kane với bất kỳ vụ giết người nào của Zodiac. Thậm chí, Lawrence còn không phải là nghi phạm hàng đầu của cảnh sát. Danh hiệu đó thuộc về một người đàn ông khác, một nghi phạm mà luôn ở trong top đầu nghi vấn của các cơ quan chức năng cũng như của các thám tử online, một nghi phạm mà có quá nhiều thứ xảy ra hoặc là cực kỳ ngẫu nhiên hoặc là đã tố giác rằng anh ta chính là kẻ sát nhân rồi đi ớt. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 1971, thanh tra Richard Amos của Sở Cảnh sát quận Manhattan Beach, một thị trấn ngoại ô Los Angeles, California, nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia là một doanh nhân tên Santo Panzarella. Sau khi ngập ngừng một chút, Santo nói rằng anh cùng với một người bạn, đồng thời là đối tác kinh doanh tên Donald Cheney, có một thông tin quan trọng. Họ có bằng chứng về việc một người mà họ quen chính là kẻ sa nhân Zodiac. Tên người đó là Arthur Lee Allen. Santo và Donald nói rằng họ học cùng với anh trai của Allen và đã biết Allen được khoảng 10 năm. Trong số hai người, Donald có thân với Allen hơn một chút và đã từng sống ở gần nhà anh ta ở thành phố Vallejo, chỗ cách hai vụ giết người đầu tiên của Zodiac chỉ khoảng 10 cây. Lần cuối Donald gặp Allen là vào năm 1968, trước khi Donald chuyển chỗ về Los Angeles. Vụ án an chính thức đầu tiên của Zodiac là vào cuối năm này. Cả Santo và Donald đều đã đọc và theo dõi các thông tin về Zodiac. Họ cùng đồng ý rằng Allen nhìn rất giống miêu tả cũng như phác họa chân dung của kẻ giết người. Lúc đó, Allen 39 tuổi, cao khoảng mét m 8 nặng hơn 100 cân và tóc nâu nhạt. Ngoài ra, quan trọng hơn, Donald có kể về một lần khi hai người đang trò chuyện bỗng Allen hỏi anh rằng Mày biết không, mày đã bao giờ nghĩ đến việc săn bắt người chưa? Allen tiếp tục liên thuyên rằng không có gì ngăn anh ta khỏi việc khóa trang, cầm lấy một khẩu súng lục gắn đèn pin, đến một địa điểm vắng vẻ nơi các cặp tình nhân hay ngồi và giết chết họ. Cảnh sát sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra những vụ sát hại ngẫu nhiên, Allen còn nói. Anh ta cũng vui vẻ tưởng tượng thêm rằng là khi xong việc, anh ta sẽ gửi các lá thư nặc danh cho cảnh sát để trêu chọc và đánh lạc hướng họ, đồng thời ký tên là Zodiac. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Donald còn tiết lộ thêm rằng vào tháng 12 năm 1967, hai người còn nói chuyện về một chuyện ngắn Allen từng đọc tên Loài vật nguy hiểm nhất của Richard Cornell. Đây là quyển truyện mà tên sát nhân Zodiac có nhắc đến trong lá thư đầu tiên gửi tới rời báo chí. Allen cũng có nói về việc sẽ bắn nổ lốp của một xe buýt trường học và bắn lũ học sinh khi chúng nhảy ra ngoài. Những lời khai của Dono được cảnh sát đánh giá là đáng tin cậy. Dono cũng nói rằng anh ta sẵn sàng tuyên hệ làm chứng trước tòa. Đây dĩ nhiên là những thông tin rất quan trọng và chúng sớm được chuyển lên trong giới cảnh sát. Thật ra, không phải chờ đến lúc này, Allen vốn đã nằm trong radar của cảnh sát từ lâu. Hai năm trước đó, ngày mùng 6 tháng 10 năm 1969, như là một phần của cuộc điều tra vụ án hồ Berryessa xảy ra trước đó hơn một tuần. Thượng úy John Lynch của Sở Cảnh sát Vallejo được giao trách nhiệm phỏng vấn Arthur Lee Allen. Đây là lần đầu tiên Allen xuất hiện trong radar của cảnh sát, cơ mà hồ sơ lại không ghi rõ rằng tại sao họ lại biết đến hay nghi ngờ Allen. 4 giờ chiều hôm đó, Thượng úy John đến trường tiểu học Elmer nơi Allen đang làm lao công bán thời gian. John ghi lại những dòng sau trong biên bản. Mở ngoặc da trắng, 35 tuổi, cư trú tại số 32 đường Fresno, độc thân, sống với cha mẹ, cao 1m86, nặng 110 cân, thân hình mập và hói. Đó ngoặc. Hè, tôi lại không biết là Alan trông giống tôi đến như vậy đấy. Ngoại trừ việc cao 1m86, John hỏi Allen về tung tích của anh ta trong ngày 27 tháng 9, thời điểm xảy ra vụ án Berryessa. Allen trả lời rằng tối hôm trước đó, anh có đi lặn ở bãi biển South Point trước khi trở về vào ngày 27 và ở nhà trong phần ngày còn lại. Khi được hỏi rằng bố mẹ anh có ở nhà hôm đó không, Allen trả lời là không nhớ. Thượng úy John có vòng ra đằng sau để kiểm tra chiếc xe caravan của Allen, chiếc xe cũ và bẩn thỉu, nhưng John đúng là có tìm được một bộ đồ lặn ở trong đó. Trong lúc phỏng vấn, có đoạn John bảo rằng, ờ uh, chúng tôi nhận được lời tố giác từ ai đó rằng anh chính là tên giết người điếc. À thế à? Allen cười nhẹ và tựa cây chổi vào tường. Cuộc phỏng vấn sau đó kết thúc mà không có gì thêm xảy ra. Cảnh sát phỏng vấn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trong diện tình nghi và Allen lúc này vẫn chỉ là thế, một người trong diện tình nghi. Vậy chính xác con người này là ai? Arthur Lee Allen sinh năm 1933 tại Honolulu, Hawaii. Anh lớn lên ở Vallejo, California, nơi gần hai vụ án mạng đầu tiên của Zodiac. Allen nhập ngũ năm 1957, phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Được coi là một người thông minh nhưng tâm lý bất ổn. Có nguồn tin cho rằng anh đã đạt điểm 135 trong bài kiểm tra IQ khi nhập ngũ, chỉ thấp hơn 5 điểm so với mức thiên tài. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Allen đã bị buộc phải xuất ngũ và bắt đầu làm một loạt các công việc lặt vặt khác nhau để kiếm sống. Từ năm 62 tới 63, Allen giảng dạy tại trường tiểu học Travis trong căn cứ không quân Travis ở California, trước khi bị sa thải vì đem theo một khẩu súng đã nạp đạn vào khuôn viên trường học. Năm 66, Allen giảng dạy tại trường tiểu học thị trấn Valley Springs, California, Ờ, uh, không rõ nhà tuyển dụng đã nhìn thấy gì trong Allen, vì anh lại bị sa thải chỉ hai năm sau đó, do những cáo buộc về việc quấy rối tình dục các học sinh trong trường. Đây có vẻ như là một mô típ. Allen cũng từng bị sa thải khỏi sở giáo dục thể chất Vallejo, vị trí bảo vệ bãi tắm và huấn luyện viên môn trampoline. Lý do, sếp của Allen nhận được quá nhiều khiếu nại từ phụ huynh về mở ngoặc những hành vi đáng lo ngại của Allen với con cái họ, thông ngoặc, một chủ trạm xăng nơi Allen từng làm việc cũng mô tả anh là một người quan tâm hái quá đến trẻ nhỏ. Thậm chí, Allen từng cho đứa con gái nhỏ của ông đi chơi thuyền mà không có sự đồng ý. Ông chưa bao giờ gặp lại Allen sau khi sự việc đó xảy ra. Quay lại năm 1971, những thông tin mới nhất về Allen cuối cùng cũng đến tay của Dave Toshi, thanh tra của Sở Cảnh sát San Francisco, người đứng đầu cuộc điều tra Zodiac. Dave cùng cộng sự của mình, thanh tra Bill Armstrong, cùng đồng ý rằng hồ sơ của Allen là rất đáng để điều tra thêm. Họ cũng phát hiện rằng Allen từng bị bắt năm 1958 vì tội quấy rối trật tự nơi công cộng. Ngày 27 tháng 7 năm 1971, Dave và Bill di chuyển đến Vallejo. Ở đây, họ gặp đặc vụ Mel Nikolai, từ Cục Điều tra và nhận dạng tội phạm California, không nên nhầm với cả Nicolai B. của Trung tâm băng đĩa lộ hải ngoại, và sĩ quan Jack Mulanax từ Sở Cảnh sát Vallejo. Tại đây, bốn người cùng trao đổi thông tin, và hơn một tuần sau, ngày mùng 4 tháng 8, Dave, Bill và Jack đã đến phỏng vấn Allen tại chỗ làm việc của anh. Tại đây, Allen thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta có đam mê với súng ống và có sở hữu một khẩu súng cỡ nòng 5,6mm đây là loại súng được dùng ở hai trong số các vụ giết người đã được nhắc đến từ đầu đến giờ alan cũng đề cập đến một quyển sách từng đọc ở trường trung học khiến anh có ấn tượng sâu sắc tên là loài vật nguy hiểm nhất quyển sách đã được zodiac nhắc đến ở một trong những lá thư của mình các thanh tra có để ý rằng alan đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu zodiac trong cuộc trò chuyện alan có bảo rằng hai con dao vấy máu mà anh có trong xe là từ một con gà bị giết và cũng thừa nhận rằng anh đã ở quanh khu vực Riverside, nơi xảy ra vụ án mạng Cherry Joe Bates vào thời điểm nó xảy ra. Ờ, uh, vấn đề là Allen đã tự đưa ra những câu trả lời này, mặc dù chẳng ai hỏi cả. Nói chung, đây là một cuộc trò chuyện khá thú vị. Thú vị hơn nữa là trước khi cuộc phỏng vấn này xảy ra, là thư cuối cùng của Zodiac được gửi chỉ vài tháng trước đó. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn này, sẽ mất tới 2 năm rưỡi trước khi Zodiac bắt đầu viết trở lại. Sau này, thám tử Dave Toshi có nói, ngay khi lần đầu nhìn thấy Allen, ông đã tin chắc rằng đây chính là thủ phạm. Ờ, dù sao thì trong cuộc phỏng vấn này, Allen có bảo rằng anh từng chém gió về vụ án Zodiac với hai cộng sự tại nơi làm việc cũ của mình ở Sở Giáo dục Thể chất Vallejo. Sau khi phỏng vấn xong Allen, các thanh tra liên hệ với Ted Kidder, người đứng đầu Sở Giáo dục Giải trí Vallejo, và Philip Tucker, giám sát viên của khu vui chơi. Một cách tình cờ thay, giống với Santo và Donald, hai người bạn cũ của Allen, Ted và Philip trước đó vài tuần cũng đã thảo luận về khả năng Allen có thể chính là Zodiac. Chủ yếu dựa vào xu hướng xâm hại trẻ em, lối sống cô độc và sự tương đồng về ngoại hình của Allen với kẻ giết người. Tình cờ hơn nữa, Philip cũng nhớ rằng Allen đã từng thảo luận với ông về việc gắn đèn pin vào nòng súng để bắn chính xác hơn vào bàn đêm. Trong cuộc phỏng vấn, Philip cũng kể về một lần ông cùng vợ mình đến thăm nhà Allen. Khách quý đến chơi, Allen chui vào phòng ngủ của mình và mang ra một hộp sắt. Trong đó có chứa những tờ giấy được viết tay bằng bút bì, nội dung về một tên ấu dâm bị luật sư phản bội, gì gì đấy. Giả giác trong chúng là những ký hiệu kỳ quặc. Allen nói rằng, Ây, quỷ hoa lắm tớ mới cho cậu xem đấy, chứ người thường là không có chuyện đấy đâu. Uhm, hay đại khái là thế. Xúc động trước tình cảm này, Philip chỉ ẩm ừ cho qua. Tuy nhiên, vợ của ông lại khá hứng thú với những ký hiệu này. Bà đang theo học môn tâm lý học và có lẽ muốn nghiên cứu xem ai lại đi chép mấy cái thứ linh tinh này về. Bà cực kỳ ấn tượng về độ chính xác và sự gọn gàng của các ký hiệu đó. Sau này, khi được các thanh tra đưa cho xem các đoạn mật mã của Zodiac, Bà đã nhận ra nhiều biểu tượng mà cũng xuất hiện ở trong đống giấy tờ kia. Cũng tại cuộc phỏng vấn với Philip, thanh tra có hỏi về việc liệu Allen có sở hữu một chiếc xe Convair màu nâu, loại xe mà kẻ gây án trong vụ công viên Blue Rock Spring đã lái hay không. Philip bảo không, nhưng có nói rằng chính ông đã từng sở hữu một chiếc Convair màu nâu. Tại thời điểm vụ án mạng xảy ra, Philip đang ở một thành phố khác và có để lại chiếc xe đó ở Vallejo, ông đỗ nó ở một trạm dịch vụ và cũng để chìa khóa tại đó luôn. Có thể nào Allen đã lấy chiếc xe này mà không xin phép? Cuối cùng, Philip có bảo rằng chị dâu của Alan, tên Karen Allen, từng liên lạc với ông, mục đích là để thuyết phục Allen đi trị liệu tâm lý. Sau khi gia đình anh nhận được những lời phàn nàn từ hàng xóm về việc Allen tiếp cận trẻ con của họ, Philip cố thuyết phục Allen nhưng không thành công và cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc ông yêu cầu Allen không bao giờ được đến gần nhà mình nữa. Sau cuộc phỏng vấn với Philip, các nhà điều tra liên hệ với Karen Allen. Chị dâu của Allen được yêu cầu đến đồn cảnh sát để cung cấp thêm thông tin. Cô mô tả Allen là một người cực kỳ ghét phụ nữ và chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc với các cô gái cùng tuổi của anh ta. Allen còn ghét chính mẹ của mình một cách công khai, mặc dù Karen miêu tả Allen được mẹ bảo bọc và nuông chiều một cách quá mức. Dù anh đã hơn 30 tuổi, nhưng bà vẫn nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp và cho anh tiền để mua hai chiếc ô tô và hai con thuyền. Thứ cuối cùng mẹ tôi cho tôi là hai cái tát với tội ngủ muộn. Ở thời điểm này, Karen được cho xem các lá thư của Zodiac. Dù cô cho rằng chữ viết không trùng với Allen cô có nhận ra rằng văn phong có phần giống với những gì em chồng cô hay viết. Karen cũng nói rằng Allen có thể viết bằng hai tay, một điều cũng được xác nhận bởi Donald Cheney, cựu bạn thân của Allen. Điều này có nghĩa Allen đã hoàn toàn có thể cải trang chữ viết của mình. Ngoài ra, Karen có nhận ra những ký hiệu của Zodiac, cô từng nhìn thấy chúng trong một đống giấy ở phòng ngủ của Allen. Đây là gì thế? Karen hỏi. Đây là thành quả của một kẻ điên. Chị sẽ thấy thôi. Allen cười và trả lời. Kết thúc lượt đầu phỏng vấn nhân chứng, các điều tra viên giờ đã có cơ sở để đưa Allen thành nghi phạm số 1 trong vụ án Zodiac. Thứ họ còn thiếu bây giờ là bằng chứng trực tiếp. 2 giờ 55 chiều thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 1972, Allen đang lái con Volkswagen Karmann Ghia bụi bặm cũ kỹ của mình. Điểm đến là số A7 bãi đỗ xe Sunset Trailer Park, nơi Allen đậu chiếc xe trailer, ngôi nhà di động của anh ta. Tuy nhiên, khi tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Allen. Cửa trước trailer của anh đã bị mở tung. Bên trong, đồ đạc lộn xộn. ít ra là lộn xộn hơn so với bình thường. Mấy con sóc mà Allen nhốt trong chuồng đang gào thét trong khi xác của mấy con sóc khác vốn đã bị đông cứng, đang bày la liệt ở bên ngoài. Tệ hơn nữa, bộ sưu tập đồ chơi tình dục quý giá bao gồm một hũ Vaseline lớn, dương vật giả bằng gỗ, cũng lớn, cùng các sách báo, tài liệu khiêu dâm đã bị lục tung. Và, càng tệ hơn nữa, những người chịu trách nhiệm cho việc này, những người đang đứng đó chờ Allen là thanh tra Dave Toshi và Bill Armstrong cùng vài viên cảnh sát khác họ đã đệ đơn và được một thẩm phán tòa án chấp nhận cho khám xét nơi ở của Allen để tìm kiếm tăng chứng vật chứng cho vụ án Zodiac. Tại đây, cảnh sát còn phát hiện ra thêm hai khẩu súng và hai chiếc áo parka màu xanh, giống loại mà kẻ giết tài xế taxi Postin đã mặc. Thành tra Dave cũng nhận xét rằng Allen và Zodiac có cùng cỡ găng tay và cỡ giày. Trong số tất cả các nghi phạm của vụ án Zodiac từ nãy đến giờ, Allen là người duy nhất từng bị khám xét nơi ở các thanh tra đọc quyền Miranda, cái mà ông có quyền im lặng, mọi thứ ông nói có thể và sẽ được dùng để chống lại ông trước tòa. Trước khi mời Allen ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng trà để trò chuyện. Allen được hỏi liệu anh có thể cung cấp mẫu vân tay của mình không? Anh ta tuần thủ. Allen được yêu cầu viết bằng tay phải. Anh ta nói rằng anh không thể làm thế được vì anh thuận tay trái. Kỳ kèo một hồi, Allen cuối cùng cũng chịu viết bằng tay phải miệng phàn nàn rằng anh ta đang cảm thấy cực kỳ khó khăn. Khi được hỏi về người bạn cũ của mình, Donald Cheney, Allen cho rằng đó là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy. Lúc này, các thanh tra bắt đầu hỏi anh về những cuộc trò chuyện giữa hai người. Lúc Allen đề cập đến chủ đề quyển sách loài vật nguy hiểm nhất, lúc Allen nói rằng anh sẽ tìm kiếm các cặp đôi yêu đương vào ban đêm và bắn họ với khẩu súng có đèn pin gắn vào nòng. Lúc Allen nói rằng anh ta sẽ tự gọi mình là Zodiac, gửi thư cho cảnh sát để chăm chọc họ. Allen phủ nhận bất kỳ cuộc trò chuyện nào có nội dung như vậy với Donald. Cuối cùng, cuộc khám xét này đem lại cho cảnh sát, chỉ toàn nỗi thất vọng. Trước khi khám xét, thanh tra Dave Toshi và Bill Armstrong đã hy vọng họ có thể kiếm được hung khí gây án, chìa khóa xe hay màu áo vây máu của tài xế taxi Postin, nhưng họ chỉ kiếm được con số không tròn chính. Đã vậy, các xét nghiệm cho thấy rằng cả dấu vân tay và chữ viết của Allen đều không khớp với dấu địa Dẫu vậy, Allen vẫn là nghi phạm hàng đầu của cảnh sát. Dấu vân tay thu được từ hiện trường có thể không phải là của kẻ giết người, trong khi kết quả xét nghiệm chữ viết chỉ mang tính chất tham khảo, nó không phải là một bộ môn khoa học chính xác. Cơ mà ở hiện tại, vì không có bằng chứng, cảnh sát không thể nào tiến thêm được trong cuộc điều tra... năm 1972 cứ thế trôi qua. Lá thư cuối cùng được chính thức xác nhận là của Zodiac, vẫn là lá thư mà trong đó hắn lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc Kathleen Jones được gửi vào tháng 3 cùng năm. Sau khi Allen bị phỏng vấn lần đầu tháng 7, phải đến gần 2 năm sau, Zodiac mới viết thư trở lại. Ngày 29 tháng 1 năm 1974, tờ San Francisco Chronicle nhận được một lá thư ngắn, mở đầu bằng câu, mở ngoặc, Tao đã xem và nghĩ rằng phim The Exorcist là bộ phim hài kinh dị hay nhất mà tao từng được xem. Ký tên. Đóng ngoặc. Đây có thể là để đáp trả lại một bài viết gần đây trong tờ San Francisco Chronicle nói về review của khán giả sau khi xem bộ phim The Exorcist phần 1 mới ra dạp một tháng trước đó. Tiếp theo là thư có trích dẫn đến một phần đoạn trong vở opera Mikado một vở hài kịch về tình yêu và quyền lực xảy ra trong một thị trấn tên Titipu ở Nhật Bản. Là thư tiếp tục với lời đe dọa thường thấy của Zodiac rằng nếu rời báo chí không đăng nó lên, thì hắn sẽ tiếp tục với sự chết chóc của mình. Cuối cùng, là thư kết thúc bằng dòng chữ Mở ngoặc. Tao. 37. Sở Cảnh sát San Francisco. Không. Đóng ngoặc. Rõ ràng là hắn đang khoe khoang về thành tích giết người của mình. Ờm, um, tuy nhiên, nên nhớ rằng, cảnh sát vẫn luôn chỉ công nhận 4 vụ giết người là chính thức do Zodiac gây ra. Đây là lá thư cuối cùng, được rộng rãi công nhận là thuộc về hắn. Dù rời báo chí vẫn tiếp tục nhận được thư, tính xác thực của những lá thư sau này là mập mờ, không rõ ràng. Một chuyên gia phân tích của cảnh sát cho biết, mỗi năm, ông nhận được không dưới 15 lá thư giả mạo Zodiac. Dù sao nói chung, sau năm 1974 thì gần như chắc chắn rằng Zodiac đã không viết thêm một lá thư nào nữa. Về phía cảnh sát, họ vẫn tiếp tục điều tra Allen như là nghi phạm số 1 của vụ án. Qua thời gian, họ ngày càng thu thập được nhiều thông tin thú vị. Don Cheney, bạn cũ của Allen, từng kể rằng vào mùa hè năm 1967, Allen và Don đã đi săn hiêu ở phía bắc vùng vịnh. Sau chuyến đi săn, họ đến ăn ở một nhà hàng cách chỗ allen ở chỉ hai blocks. ở đó họ có thấy một cô gái một nữ nhân viên phục vụ trẻ đẹp với mái tóc nâu allen chỉ vào cô ta và thổ lộ với don rằng anh ta đã thầm thương trộm nhớ cô gái ấy từ lâu don không bao giờ quên được chi tiết này vì đó là lần duy nhất allen đề cập đến một người phụ nữ nào đó trong suốt thời gian họ quen nhau nhà hàng đó được xác định là nhà hàng iHop tại địa chỉ 1400 nghìn bốn trăm đường Tennessee Vallejo, ngay góc đường từ nhà của Allen nữ phục vụ kia đó là Darlin Ferrin người đã bị bắn chết trong vụ án ở công viên Blue Rock Spring nên nhớ rằng trước khi vụ án mạng xảy ra Darlin dường như đã nhận ra hung thủ khi hắn đỗ cạnh cô và Mike Mago nhưng khi Mike hỏi là ai vậy Darlin chỉ trả lời là ồ không có gì đâu một lần nữa, nên nhớ rằng tất cả những thông tin này chỉ là gián tiếp. Cảnh sát tới lúc đó vẫn chưa tìm được thêm bất kỳ bằng chứng cụ thể nào có thể trực tiếp kết tội Allen. Về phía anh, trong khoảng thời gian này, Allen nhập học tại Đại học Bang Sonoma, gần thành phố Santa Rosa, California, ngành sinh hóa học và hoàn thành nó năm 1974. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lúc mà cuộc sống của Allen quay đầu. Ngày 24 tháng 9 năm 1974, cảnh sát quận Sonoma nhận được khiếu nại từ một người phụ nữ tên Beverly rằng con trai của bà tên David đã bị Arthur Lee Allen lạm dụng tình dục nhiều lần. Ba ngày sau đó, cảnh sát lại khám nghiệm căn nhà di động của Allen, tìm thấy vaseline và một mảnh gỗ hình dương vật có chiều dài khoảng 20 tới 25 cm. Allen nhanh chóng bị bắt giữ và giải về văn phòng cảnh sát quận Sonoma. Các tài liệu ghi rằng Allen gần như ngay lập tức đã bắt đầu hỏi xem rằng ờ uh, giả sử, giả sử, chỉ giả sử thôi, là nếu anh ta nhận tội thì liệu thẩm phán có trở nên nhân từ hơn không. Allen cũng nói rằng anh không muốn ở tù tại nhà tù bang Atascadero, một cơ sở an ninh tối đa chỉ dành cho nam giới. Lý do mà Allen đưa ra đó là anh đã từng làm lao công ở đó hơn 15 năm về trước. Cuối cùng, Allen bị kết tội ấu dâm và bị tống vào đúng nhà tù bang Atascadero, ở đó từ đầu năm 1975 đến 1977. Tình cờ thay là thư cuối cùng của Zodiac là vào năm 1974. Bắt đầu từ đây thì tôi cũng sẽ chuyển gọi Allen từ anh sang hắn. Ờ, không phải là vì vụ án Zodiac, mà vì giờ Allen đã bị chính thức kết tội là một tên ấu dâm. Năm 1986, Robert Gray Smith, một họa sĩ biếm họa của tờ San Francisco Chronicle, quyết định viết một quyển sách về vụ án Zodiac, tên là Zodiac. Trong quá trình điều tra, Robert có nhắc đến rất nhiều giả thuyết, nhưng chung quy lại, Alan vẫn là nghi phạm hàng đầu. Cuốn sách nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đưa Robert lên thành một ngôi sao được săn đón bởi giới truyền thông. Dù trong sách, Robert đã thay đổi tên Alan thành Bob Hostar, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng tìm ra được danh tính thật của nghi phạm này. tháng 12 năm 1990 ở Vallejo. Raph Spinelli, 50 tuổi, đang phải đối mặt với một án tù lên tới 30 năm vì 9 vụ cướp có vũ khí. Raph đến từ một gia đình tội phạm cộm cán, dây mờ dễ má với các băng đảng xã hội khác nhau trong khu vực. Không phụ lòng cha mẹ, Raph cũng vào ra tù như cầm bữa. Tuy nhiên, ở lần này, có gì đấy đã thay đổi. Raph đã tuyên bố với cảnh sát rằng hắn sẵn sàng tiết lộ danh tính của kẻ giết người Zodiac nếu cảnh sát chịu thỏa thuận giảm tội cho mình. Thông tin này đến tai thám tử Josh Barwood và đại tá Roy Conway của Sở Cảnh sát Vallejo. Họ gặp Raff tại nhà tù quận Santa Clara vào tháng 1 năm 1991. Tại đây, Raff nói rằng có một người đàn ông hắn quen từng bảo về hắn rằng anh ta sẽ đến San Francisco và giết một tài xế taxi, một hôm trước vụ án mạng của tài xế taxi Postin. Tuy nhiên, Đến đây thì Raph lại ngậm miệng. Hắn ta từ chối tiết lộ thêm, trừ khi cảnh sát chịu giảm tội cho mình. Sau nhiều cuộc gặp mặt mà hai bên không đạt được thỏa thuận, ngày 31 tháng 1 năm 1991, đại tá Ron Conway bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của Raph. Cuối cùng, có vẻ như muốn làm việc thiện để giảm nghiệp. Raph đã mở miệng. Tên của kẻ giết người Zodiac là Arthur Lee Allen. Um, nói thêm một chút về rap. Trong khi tìm hiểu thông tin cho podcast này thì tôi có tìm ra được là cuối cùng rap vẫn phải vào tù 10 năm. Ở trong tù, rap bắt đầu theo học các lớp của một trường đại học gần đó. Sau khi tốt nghiệp khỏi tù, rap tiếp tục đi học và cuối cùng lên tới tận bằng tiến sĩ. Và tại thời điểm 2014, đang giảng dạy ở một trường đại học ở California. Đúng là một thanh niên hiếu học. Way to go, Ralph ờ à, quay lại thời điểm những năm 1990, dĩ nhiên cảnh sát không thể tin tưởng hoàn toàn vào lời khai của Rap vì lúc đó vị giáo sư tương lai đang chuẩn bị vào tù. Tuy nhiên, nó kết hợp với nhiều thông tin khác cũng đủ để một công tố viên cho phép cảnh sát lục chỗ ở của Allen lần thứ hai liên quan đến vụ án Zodiac. Đợt lục soát lần này xảy ra vào ngày 14 tháng 2 năm 1991, lúc này Allen đang sống một mình ở ngôi nhà bố mẹ mình số 32 đường Fresno và Hồ. Hắn sống dưới tầng hầm, một căn hầm mà được các nhân viên điều tra mô tả là rất tối tăm và ảm đạm, gần giống như một viện bảo tàng. Tại đây, mọi thứ đều được kiểm tra, bao gồm tất cả các sách báo, đồ dùng cá nhân, nhật ký, hồ sơ, vân vân. Cảnh sát thu được một loạt các hộp đạn Winchester cỡ nòng 5,6, chung với loại đạn được sử dụng trong vụ tấn công tại hồ Herman họ cũng tìm được các công thức chế tạo bom viết tay cùng bốn quả bom ống và hàng loạt các nguyên liệu làm bom như dây dợ, kíp nổ, bột lưu huỳnh, vân vân. Trùng hợp thay, Zodiac từng nhắc đến việc sẽ chế tạo bom dưới tầng hầm trong một lá thư của mình. Vì nhiều lý do khác nhau liên quan đến thời tiết và lịch sử, các căn nhà ở California thường không có tầng hầm, vậy nên những căn hộ như của Allen và Zodiac là rất hiếm. Khi được hỏi về những dụng cụ làm bom này, Allen phủ nhận tất cả mọi thứ, kiểu Wow, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cái thứ này trong cuộc đời mình. Không thể hiểu tại sao công thức, nguyên liệu và cả bốn quả bom lại xuất hiện ở ngay trong phòng ngủ của tôi thế này. Mặc dù thu thập được nhiều thông tin và vật chứng nguy hiểm, khó chịu thay, cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào kết nối Allen với Zodiac. Họ đành phải rời đi mà không thu được kết quả. Về phía Allen, cũng dễ hiểu hắn ta dường như rất bực tức với lần lục soát thứ hai này và bắt đầu phát biểu công khai trên truyền thông để chỉ trích cảnh sát, đồng thời phủ định mạnh mẽ việc mình là Zodiac. Việc bị đưa lên thành nghi phạm số một trong vụ án đã đảo lộn cuộc sống của Allen và báo chí bắt đầu nói về Allen như một người đàn ông vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tạo nên bởi sự bất tài của cảnh sát. Việc các thanh tra liên tục thất bại trong việc tìm ra tăng chứng vật chứng khiến cuộc điều tra ngày càng bị áp lực nặng nề. Tháng 7 năm 1992, Sở Cảnh sát Vallejo liên lạc với Mike Margot, người đã sống sót sau khi bị Zodiac bắn ở cầu viên Blue Rock Spring. Họ đưa Mike một loạt những bức ảnh của các nghi phạm khác nhau. Mike nhìn một lúc trước khi cầm ra bức ảnh của Allen và nói Chính hắn! Chính hắn là người đã bắn tôi! Tuy nhiên, lúc này đã là hơn 20 năm sau khi vụ án xảy ra, nên lần phỏng vấn này cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Ờ, nhắc đến phỏng vấn, bạn biết cảnh sát sẽ không bao giờ phỏng vấn được ai nữa không? Allen, một tháng sau vụ lục soát lần hai, vào ngày 26 tháng 8 năm 1992, Arthur Lee Allen đã mất tại nhà riêng bởi những căn bệnh liên quan đến tiểu đường và tim mạch. Cuộc đời của tên tội phạm ấu dâm và nghi phạm chính thức duy nhất trong vụ án Zodiac đến đây là kết thúc. Hai ngày sau khi Allen qua đời, cảnh sát lại lục nhà của hắn ta lần thứ ba. Quá tam ba bận, liệu cảnh sát có tìm thấy được thứ gì hay ho hơn trong lần khám xét này? Họ thu được thêm các công thức làm bom, một cuộn băng ghi hình tất cả các cuộc phỏng vấn truyền hình liên quan đến Zodiac và một lá thư rán nhãn chỉ được mở sau khi qua đời. Trong đó có viết Allen không phải là Zodiac và đã bị cảnh sát và lệ hồ áp bức. Ngoài ra, một cuộn băng dán chữ Z cũng được tìm thấy ở kệ sách. Nội dung của nó chưa bao giờ được cảnh sát tiết lộ. Một lần nữa, họ lại trắng tay. Sau lần lục soát này, thì cuộc điều tra Arthur Lee Allen trong thực tế gần như đã kết thúc với nghi phạm đang nằm ở dưới mộ. Cảnh sát không thể làm được gì nhiều hơn. Ở một cuộc hội thảo về Zodiac năm 1993, cựu thám tử Josh Barwood, một trong những người dẫn đầu cuộc điều tra Zodiac, còn nói: "Mở ngoặc, tôi tìm thấy quá nhiều sự trùng hợp tới mức tôi cảm thấy đó không còn là sự trùng hợp nữa." chỉ đơn giản là có quá nhiều bằng chứng trực tiếp chỉ vào arthur lee allen là tên sát nhân Zodiac. đi ốc đóng hoặc ờ dĩ nhiên nói đi cũng phải nói lại đây chỉ là một luồng ý kiến cũng có nhiều người khác cho rằng những bằng chứng về allen là không đủ và đúng là cảnh sát đã phí công sức của mình theo lời của một công tố viên tòa án mở ngoặc nếu bị đưa ra tòa khả năng allen bị buộc tội liên quan đến những vụ giết người bí ẩn là rất thấp Tôi thực sự nghi ngờ rằng việc khởi tố anh ta sẽ đem lại kết quả gì." Đóng ngoặc. Tuy nhiên, cảnh sát có thể đã dừng lại nhưng công chúng thì không. Tên sát nhân Zodiac đã trở thành một truyền thuyết trong lòng người dân Mỹ, sinh ra ít nhất hai bộ phim chiếu rạp, hàng chục tập phim ngắn và hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn bài báo, chủ đề diễn đàn, vân vân và vân vân. Tên giết người với ký hiệu gây ám ảnh, sự thông minh, gian xảo những bức thư trêu ngươi giới chức và các mảnh ký hiệu mã hóa rắc rối vẫn kích thích trí tưởng tượng của mọi người. Cho đến tận những năm gần đây, nửa thế kỷ sau khi những vụ giết người đã xảy ra, vẫn có thêm những cuốn sách, những giả thuyết mới được đưa ra về danh tính thật của một trong những tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bạn tưởng nghe thấy nhạc là hết rồi đúng không? Nhưng chưa. Những nỗ lực của công chúng cuối cùng cũng đem lại một trái ngọt. Nếu bạn còn nhớ, thì khoảng một tháng sau vụ giết hại tài xế taxi Paul Steen, mùng 8 tháng 11 năm 1969, Zodiac có gửi một đoạn mật mã 340 ký tự đến tòa soạn tờ San Francisco Chronicle. Dù những chuyên gia giải mã hàng đầu của FBI, Thủy quân Hoa Kỳ cùng các tổ chức khác đã nhúng đầu vào nó với hy vọng tìm ra danh tính của hắn, không ai đã có thể giải được. Đấy, là cho đến khi công nghệ nhúng tay vào. Tháng 12 năm 2020, một nhóm gồm nhà giải mã nghiệp dư người Mỹ David Oranchuk, nhà toán học người Úc Sam Blake và lập trình viên người Bỉ Jar Van Eyck đã thành công trong việc giải mã đoạn ký hiệu đó 51 năm sau khi nó được viết ra. Đại khái, họ nhồi đoạn mã cùng 650.000 hướng giải mã khác nhau vào một phần mềm viết bởi Jar và chạy phần mềm đó trên một siêu máy tính ở Đại học Melbourne trong lúc ngồi canh david nhìn thấy một hướng đi mà trong đó phần mềm giải mã đã tìm ra được cụm từ hy vọng mày đang và cố gắng bắt tàu david lấy những cụm từ này và đút lại vào trong phần mềm anh vui mừng nhảy ra khỏi ghế khi nhìn thấy phần mềm tiếp tục trả lại cụm từ đó không phải là tàu trên tv nếu bạn còn nhớ hai tuần trước khi lá thư được gửi một kẻ giả mạo đã gọi điện cho một chương trình truyền hình trực tiếp nói rằng hắn ta là dầu sau khi giải mã thành công, nhóm gửi kết quả cho FBI và được cơ quan này công nhận rằng họ đã giải đúng. Đặt mật mã 340 ký tự của Zodiac có nội dung như sau. Mở ngoặc. Tao hy vọng mày đang có rất nhiều niềm vui trong việc cố gắng bắt tao. Đó không phải là tao trên TV. Nó dẫn đến một sự thật về tao. Đó là tao không sợ phòng khí độc. Bởi nó sẽ đưa tao lên thiên đường sớm hơn. Bây giờ, tao đã có đủ nô lệ phục vụ mình, trong khi người khác chẳng có gì ở trên đó, vậy nên họ mới sợ cái chết. Tao không sợ, vì tao biết cuộc sống mới trên thiên đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sau khi tao chết. Đóng ngoặc. Khi kẻ giả mạo Zodiac gọi điện cho chương trình TV, hắn có nói rằng hắn sợ bị giết bằng phòng khí độc. Zodiac rõ ràng là đã bị tự ái về việc này và đã làm rõ vấn đề này trong đoạn văn kia. Bức thư này đã chứng minh được sự thông minh của Zodiac. Không hề dễ để tạo ra một đoạn bật mã mà cần đến siêu máy tính mới giải được sau 51 năm. Đoạn mật mã là thế, còn về danh tính thật của kẻ sát nhân Zodiac, có lẽ nó sẽ mãi mãi là một bí ẩn. như hồi tiểu học tôi hay được dạy. Thôi, podcast này đã dài, tôi xin dừng lại ở đây. Tập podcast tiếp theo trên kênh truy lùng dấu vết sẽ là về một câu chuyện có thật, rất điên rồ, đầy dẫy plot twist về một kẻ giết người mà đã trèo lên đến đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng qua không gì khác ngoài những lời nói dối. Nếu thích podcast này, tôi sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể để lại review tốt và chia sẻ nó với mọi người cùng nghe. Nếu không thì uh, cũng không sao, tôi sẽ chỉ hơi buồn thì thôi podcast truy lùng dấu vết là một sản phẩm của tôi nghiên cứu tìm hiểu bởi tôi biên tập kịch bản tôi thu âm tôi chỉnh âm tôi phát hành dĩ nhiên cũng là tôi cảm ơn các thanh niên rất nhiều vì đã lắng nghe chúc bạn khỏe mạnh hay ăn trong lớn và chịu khó đừng gặp phải tên giết người nào